Xin chào tất cả quý vị đồng nghiệp đến tham dự hội nghị khoa học thường niên Hội hấp Việt Nam năm 2021 trực tuyến. Hôm nay tôi rất vinh dự à, được đến chia sẻ với quý vị chủ đề tuân thủ điều trị thở áp lực dương trên gương thở tắc nghẽn khi ngủ. À, nội dung trình bày của tôi ngày hôm nay nó sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất thì sẽ nói tình hình tuân thủ điều trị ngưng thở à, điều trị thở áp lực dương trên gương thở tắc nghẽn khi ngủ Thứ hai là sẽ nói về những yếu tố quyết định tuân thủ điều trị thở áp lực dương trên ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và à, thứ ba chúng ta sẽ bàn luận về những cái giải pháp để có thể cải thiện được tuân thủ điều trị thở áp lực dương trên những người bệnh nhân này. À, thì đối với phần đầu tiên đó thì chúng ta thấy rằng là mặc dù ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đó là một vấn đề sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, cái số người mắc càng lúc càng tăng và đặc biệt trên những quốc gia mà đang phát triển như Việt Nam khi mà chuyển dần cái hình thái sinh hoạt từ phương Tây phương Đông chuyển qua phương Tây với lối sống công nghiệp hóa thì số lượng người béo phì càng lúc càng nhiều và tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ càng lúc càng cao. Trong điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì thở áp lực dương được xem là điều trị tiêu chuẩn vàng nhưng mà tỷ lệ tuân thủ thì rất là thấp và khi mà tỷ lệ tuân thủ rất là thấp như vậy thì những nhà thực hành lâm sàng như chúng tôi thì đối mặt hai thử thách tại sao người bệnh nhân của mình lại không tuân thủ và chúng ta cần lựa chọn giải pháp điều trị để tăng tuân thủ đó là những giải pháp nào thì để trình bày bài trình bày này nó được dễ dàng hơn thì nó có một số cái thuật ngữ liên quan đến chuyện tuân thủ thứ nhất là người bệnh có chấp nhận thở máy áp lực dương không Chấp nhận nghĩa là gì? Đó là người bệnh thỏa tiêu chuẩn điều trị thở máy áp lực dương và thực sự người đó tiến hành định chuẩn áp lực điều trị để tiến hành điều trị. Có rất là nhiều người bệnh nhân sau khi được chẩn đoán là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và khuyến cáo là nên thở máy áp lực dương thì họ đã từ chối ngay từ đầu thì những người đó là không chấp nhận điều trị thở máy áp lực dương chứ không phải là chuyện tuân thủ tuân thủ ở đây thể hiện ngay từ đầu là không chấp nhận chúng ta sẽ làm gì để tăng sự chấp nhận đó. Thứ hai là tuân thủ chỉ định tức là bây giờ chúng ta chỉ định cho người bệnh là thở máy áp lực dương người bệnh chấp nhận điều đó và thực sự bắt đầu điều trị tại nhà có một số bệnh nhân chấp nhận điều trị nhưng mà đem về nhà để cái máy mua về nhà để cất thở một hai ngày vất không có chữa nữa dung nạp khi sử dụng là gì là người bệnh cho biết quá trình sử dụng là không có tác dụng phụ nào cả thì gọi là dung nạp rất nhiều người bệnh nhân không dung nạp với máy không dung nạp thì sẽ dẫn đến chuyện không tuân thủ nhưng điều đó không phải là luôn luôn à, và dung nạp thì chưa chắc là dẫn đến tuân thủ bởi vì người ta không có tác dụng phụ nhưng mà ta chán người ta vẫn tuân thủ như thường cuối cùng là tuân thủ sử dụng là người bệnh sử dụng à, cái máy thở áp lực dương và máy cung cấp đúng cái mức áp lực được chỉ định và tuân trị người ta được định nghĩa là nếu chúng ta sử dụng lớn hơn 4 giờ trong vòng một đêm và lớn hơn 70% những đêm quan sát thì gọi là tuân trị với lại thở máy áp lực dương thì từ những cái định nghĩa đó thì người ta có những cái tỷ lệ như thế nào thì người ta thấy rằng là từ 5 cho đến 50% người bệnh có chỉ định thở máy áp được dương từ chối điều trị ngay từ đầu hoặc là rất sớm sau chỉ vài ngày sau khi dùng thử thôi tại sao cái tỷ lệ này nó lại dao động nhiều như thế từ 5% đến 50% chút nữa chúng ta sẽ trả lời cái nguyên nhân vì sao người ta không có chấp nhận À, từ 12 cho đến 25% đã dùng cái CPAP BiPAP rồi, ngưng sử dụng trong vòng 3 năm, tức là đã dùng rồi người ta không tuân trị nữa. Và một điều chúng ta cũng khá buồn là bất chấp các cải tiến về máy thở p máy thở áp lực dương trong thời gian gần đây thì cái tỷ lệ tuân thủ điều trị chưa tăng thêm theo thời gian. Kính thưa quý vị, trong cái nghiên cứu năm 2016, người ta theo dõi cái tỷ lệ mà không tuân thủ điều trị áp lực dương trong thời gian 20 năm thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ không tuân thủ nó là khoảng 34% trong những cái giai đoạn ban đầu á, thì tỷ lệ tuân thủ của nó cái không tuân thủ nó sẽ cao hơn về sau nó có hơi giảm nhưng mà rồi để giảm đến được cái ba mươi mấy phần trăm thì nó cứ vậy thôi nó không giảm thêm nữa tức là có đến hơn một phần ba những người mà điều trị CPAP họ không tuân thủ với điều trị và không tăng lên được thêm thời gian như vậy, đó là tình hình tuân thủ điều trị ngưng thở áp lực dương tôi vừa trình bày như vậy. Chúng ta đã đối mặt với cái chuyện đó, tức là tối chúng ta đối mặt với tỷ lệ cao những người không chấp nhận thở áp lực dương và chúng ta đối diện với tỷ lệ cao những người không tuân thủ điều trị thở máy tại nhà. Chúng ta đặt câu hỏi, yếu tố nào đã quyết định một người tuân thủ điều trị áp thở máy áp lực dương còn người nào thì không. Những yếu tố đó được phân thành 3 nhóm yếu tố yếu tố thuộc về người bác sĩ, yếu tố thuộc về người bệnh và yếu tố thuộc về bản thân quá trình điều trị. Về người bác sĩ thì sao? Đây là một bác sĩ có kinh nghiệm, có nhiều uy tín ở trong cái điều trị về bệnh lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì cái tỷ lệ tuân trị chắc chắn nó sẽ cao. Những bác sĩ chưa có kinh nghiệm thì tỷ lệ tuân trị nó sẽ thấp. Vì sao vậy? Bởi vì chưa có kinh nghiệm cho nên chưa tìm ra được đúng bệnh nhân có chỉ định phù hợp. Vì chưa có kinh nghiệm cho nên chưa chỉ định được cái mức độ áp lực điều trị phù hợp. Đó là về kinh nghiệm. Cũng có một số các bác sĩ có rất là nhiều kinh nghiệm nhưng mà làm cái công tác giáo dục sức khỏe chưa có tốt. Cho nên bệnh nhân không hiểu được cái tầm quan trọng của thở máy áp lực dương. Bệnh nhân cũng hiểu được cái sử dụng máy như thế nào. Và như vậy cái tỷ lệ tuân trị cũng sẽ thấp. Bác sĩ đó không đồng hành với bệnh nhân bởi vì sự sử dụng cái máy thở áp lực dương nó gây rất là nhiều những cái khó khăn và khi họ có khó khăn thì ai sẽ là người đồng hành với họ nếu đó không phải là bác sĩ, nếu đó không phải là kỹ thuật viên, nếu sự đồng hành kém thì làm sao tỷ lệ tuân trị nó cao cho được. Đối với người bệnh thì độ nặng của OSAY người ta nặng nhiều hay nặng ít thì thì sẽ quyết định chuyện người ta tuân thủ nhiều hay ít. Chỉ lúc một chút nữa tôi sẽ phân tích rất là kỹ về độ nặng nó như thế nào Hành vi tâm lý của họ nữa Và những trải nghiệm mà họ có đối với quá trình điều trị Cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chuyện họ sẽ tuân trụ tiếp theo hay không Về điều trị thì chúng ta xem thử cái chế độ cài đặt máy của mình có đốt hay không Sự hỗ trợ của mình có kịp thời hay không Và một yếu tố đặc biệt trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta phải suy nghĩ Cái máy đó có mắc quá hay không Nếu mắc quá thì bệnh nhân sẽ không có mua được Và không mua được thì sẽ không tuân trị Tôi xin phân tích vô yếu tố người bệnh, đó vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Đó là cái mức độ nặng của SA và triệu chứng. Đó là yếu tố tiên lượng tuân trị quan trọng nhất. Vậy thì ai là bệnh nhân sẽ tuân trị nhiều? Nếu người ta mức độ buồn ngủ ban ngày cao, tức là bình thường người ta không có thở máy thì người ta buồn ngủ vật và vật vưỡng. Nhưng mà nếu người ta thở máy vào một cái thì người ta cải thiện cái triệu chứng rất là nhiều. Đó là những người sẽ tuân trị tốt. Nếu những người nào mà trong cái khảo sát ban đầu của mình Trên đăng ký giấc ngủ mình thấy hiện tượng phân mảnh rất ngủ rất là nhiều Thì những người đó sẽ tuân trị tốt Điều đó có nghĩa là những người OSA mức độ nhẹ đến vừa và chịu chứng ít sẽ là những người tuân trị ít hơn. Những người mà sự cải thiện sau thở máy không nhiều thì sẽ tuân trị ít hơn. Đó là đặc tính, có tính chất, cố hữu, cứng chất tự nhiên rồi các yếu tố tiên đoán giảm tâm trị là gì là đã trải qua phẫu thuật dùng khẩu cái mổ ngáy cho những người mà đã bị ngáy sau đó đi phẫu thuật rồi mà tới điều trị OSA thì tỷ lệ tuân trị của họ sẽ kém hơn những người khác có thể là vì những người đó có một cái sự thay đổi về cấu trúc của vùng họng miệng làm cho cái hiệu quả của máy thở không còn nhiều như những người có cái hệ thống họng miệng toàn vẹn được cho nên là cái cải thiện triệu chứng của họ không nhiều không rõ cho nên họ đã không tuân trị OSA nhiều hơn hành vi tâm lý của người bệnh là như thế nào đó chính là những cái cảm xúc được gây ra bởi cái hình ảnh thở máy áp lực dương khi tôi nghĩ rằng buổi tối tới thì tôi phải lấy một cái máy thở tôi cài lên tôi thở nó mang lại cho tôi một cái cảm xúc nó ảm đạm như thế nào nó nặng nề như thế nào tôi cảm thấy mình thật là bệnh nặng mình thật là bệnh tật mình thật là chết chóc và suy nghĩ về hình ảnh đó làm ngăn trở cho tôi không muốn chấp nhận thở máy nó ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi chứ Hình ảnh hoành tráng như thế này Mà lại nằm trên giường với một cái máy thở áp lên trên miệng Mà có ai chụp hình mà đăng lên Facebook với Zalo Thì còn đâu là hình ảnh anh hùng của tôi nữa Đeo cái này Đời sống tình dục cũng sẽ bị ảnh hưởng Không biết vợ tôi có chấp nhận điều đó không Có cái ông chồng mình mà lại có cái đồ bịt trên lỗ mũi thế này Còn làm ăn gì nữa Cũng khó khăn lắm cho nên họ cũng sẽ rất là khó Chứ người ta thấy rằng những người mà trẻ đó Thì cái tỷ lệ mà họ chấp nhận thở máy Sẽ ít hơn những người cao tuổi Nó quyết định hành vi tìm kiếm Chấp nhận và tuân thủ bypass Cái cảm nhận về lợi ích của thở máy dương tính Là rất then chốt Người ta phải coi thử là cái mong muốn của người bệnh Mà lớn hơn người phối ngẫu Thì họ sẽ tuân thủ nhiều Chứ nếu mình thở máy là vì vợ mình muốn Thì hiệu quả không nhiều Những người bệnh ngủ một mình thì có thể cảm nhận kém hơn như vậy là mình thấy là ngủ với cùng một người khác một người khác ủng hộ cái chuyện mà thở máy của mình sẽ tốt trầm cảm và địa vị thấp là những yếu tố để tám tuân thủ như vậy trong quá trình mà nhận ra cái hành vi tâm lý của người bệnh thì các bác sĩ sẽ lưu ý những yếu tố này bởi vì đó là những yếu tố có thể làm giảm cái sự tuân thủ của người bệnh cái trải nghiệm ban đầu Người ta nói trải nghiệm ban đầu quan trọng lắm. Tôi gặp người đó, tôi cảm thấy thích ngay từ những giây phút đầu tiên thì cái quan hệ về sau có thể nó là tốt. Nhưng mà những người đầu tiên, những nhân viên đầu tiên vừa mới vô chào một cái tôi đã thấy ghét rồi. Thì cái việc mà sắp tới làm ăn với cái cô này hay với cậu đó nó cũng khó khăn nhiều. Trải nghiệm ban đầu lưu luyến ấy nó rất quan trọng. Vậy thì ở đây cũng vậy thôi Cái trải nghiệm ban đầu với BiPAP là gì? Cái giáo dục sức khỏe ban đầu Vì lý do và lợi ích của việc sử dụng thở BiPAP Nó sẽ giải tỏa cái tâm lý của người ta Là sự chết chóc, sự buồn khổ của họ Để sẽ giúp họ tăng tuân thủ nhiều hơn việc mình xử lý kịp thời các biến cố bất lợi do bypass ví dụ mình chọn mặt nạ phù hợp mình gắn kín mặt nạ đừng có bị hở để làm ấm cho tốt hoặc là có những động thái rất là dễ trong những giai đoạn đầu tiên khi người ta đeo cái máy thở vô thì người ta không thể ngủ được thì lúc đó có một cái mà chúng tôi vẫn hay dùng là cho bệnh nhân uống một cái loại thuốc ngủ nhẹ nhàng trong giai đoạn định chuẩn áp lực và sử dụng ban đầu thì họ sẽ quen với bypass sau đó nó rút thuốc ngủ đi thì đó những cái trick những cái mẹo mà chúng tôi có thể làm và bởi vì những cái điểm đó thì đó chính là cái ưu điểm của định chuẩn tài lép. Bởi vì khi định chuẩn tài lép thì chúng tôi cung cấp được giáo dục sức khỏe ban đầu, xử lý được cái biến cố bất lợi và dùng một chút thuốc ngủ được. Thì người ta sẽ có một cái trải nghiệm ban đầu đối với thở máy dương tính, áp lực dương là cao thì họ sẽ chấp nhận tốt. Sử dụng những tác dụng phụ thì sao? Thì thực ra là những than phiền về tác dụng phụ ở nhiều cấp độ nó có thể ra, xảy ra từ 30-70% đến bệnh nhân sử dụng CPAP, BiPAP lẫn chứ không phải là ít nhưng mà thực ra người ta phát hiện ra tác dụng phụ không phải là yếu tố chính làm cho bệnh nhân rời bỏ cái thở máy áp lực dương đâu thì đó là những yếu tố gì cảm giác chung không thoải mái ồn ào thấy ngột mặt nạ gắn cung kín khi khó chịu hoặc kích ứng da hoặc là hở khí khi khô mắt nghẹt mũi rác họng miệng thì người ta thấy rằng chính là những cái tác dụng phụ này thì là bác sĩ lo lắng hơn người bệnh vì vì bác sĩ lo lắng thì mới gây ra cái sự mà mất tuân thủ điều trị của bệnh nhân như vậy người ta thấy rằng trong cái việc này thì thái độ và hành vi người bệnh là quan trọng nhất nghĩa là bác sĩ nó vẫn can thiệp vào được cái nhận thức và hành vi của người bệnh nhân để người ta hiểu được cái sự lợi ích của cái việc thở máy áp lực dương là lớn hơn nhiều so với những tác dụng phụ mà máy đem lại thì họ vẫn tiếp tục tuân thủ như thường Tôi phân tích một chút về vai trò của người bác sĩ cái uy tín chuyên môn của người bác sĩ thì tôi thấy được rằng là những người bệnh mà đến với tôi là do những đồng nghiệp khác mà gửi tới thì họ sẽ tuân thủ điều trị tốt hơn là những người bệnh nhân tự tới vì sao vậy bởi vì khi những người đồng nghiệp mà gửi đến với tôi thì họ đã trao gửi cho tôi một cái uy tín kèm thêm và những người bệnh nhân đã tìm kiếm đến tôi là họ thật sự cần thiết cho nên họ tuân thủ tốt hơn rất là nhiều như vậy trong các bác sĩ chúng ta sẽ phải luôn luôn trau dồi và tăng cường cái uy tín chuyên môn nghề nghiệp của mình thì người bệnh nhân càng lúc càng tuân trụ cái này không những chỉ đúng cho thở áp lực dương mà cho các biện pháp điều trị khác mà chúng tôi vẫn tiến hành ví dụ điều trị cbd điều trị hen điều trị cai nghiện thuốc lá chẳng hạn. À, sẵn sàng đồng hành với người bệnh có thể giáo dục sức khỏe ban đầu để phá cản rào rí rào cản tâm lý không có hướng dẫn sử dụng máy kỹ lưỡng ban đầu hay không và hỗ trợ kịp thời để giải quyết các khó khăn về mặt kỹ thuật hay không yếu tố điều trị là chúng ta có cài đặt được chế độ thở máy đúng hay không đó là loại máy chúng ta có lựa chọn là máy CPAP hay là máy BiPAP trong BiPAP thì chúng ta dùng cái mốt là mốt spontaneous tức là à, để cho bệnh nhân tự tự nhiên tự thở hay là mốt ST hay là mốt T mức áp lực phù hợp cho cái áp lực thở ra từ hít vào như thế nào chúng ta lựa chọn cái loại mặt nạ gối mũi mũi hay miệng kích thước như thế nào là phù hợp và như vậy ở đây là cái vai trò của một đội ngũ kỹ thuật viên nó có sẵn sàng đáp ứng có sự cố kỹ thuật khi sử dụng máy cho bệnh nhân hay không và giá máy thì có phù hợp với khả năng tài chính cho bệnh nhân không cái chế độ chi trả để mua được cái máy đó có phù hợp hay không thì đó là những yếu tố quyết định đến cái sự tuân thủ của người bệnh nhân Thế như vậy chúng tôi đã vừa mới đi qua cái tình hình của tuân thủ điều trị thở áp lực dương là không cao và chúng ta đã đi qua các yếu tố tuân thủ điều trị liên quan đến người bệnh nhân, liên quan đến bác sĩ và liên quan đến máy móc rồi. Bây giờ chúng ta đi với cái phần quan trọng là làm sao để cải thiện được chuyện đó trên người bệnh. Và tôi hy vọng đây là những điều mà quý vị rất là muốn để ý nghe trong bài trình bày này. Thì người ta nghiên cứu về chuyện đó thưa quý vị. Người ta xem thử những cái biện pháp nào có thể làm tăng cường cái sự tuân trị. Và bởi vì cái định nghĩa của sự tuân trị được tính bằng số giờ sử dụng máy trong một đêm và số đêm sử dụng máy trong một tuần. Cho nên cái tiêu chí dùng chính là giờ sử dụng bypass trung bình. Thì người ta có những can thiệp ví dụ là củng cố cái hành thức tuân trị bằng lời nói, bằng lời khuyên vân vân hoặc là tăng cường những động lực cho bệnh nhân cai thuốc lá, hoặc là chúng ta cho những chế độ phù hợp với từng giai đoạn bệnh nhân thay vì là một một cái chế độ điều trị cứng nhắc cho tất cả mọi người, hoặc là chúng ta dùng ba loại tư vấn tăng động lực hoặc là chúng ta dùng phương pháp phản hồi cá nhân. Thì như vậy quý vị thấy là những có những phương pháp thì có hiệu quả, có những phương pháp thì không hiệu quả. Nhưng dù sao đi nữa, hễ mà có can thiệp tăng tuân thủ điều trị thì cái tỷ lệ đáp ứng nó cũng là 26 với 8% và thời gian tăng cường tuân trị nó tăng đến 32% nghĩa là tăng đến 1 phần 3 cái số hiệu quả rồi cho nên chúng ta lưu ý chuyện này là chúng ta hãy nhớ rằng khi bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì can thiệp của bác sĩ là có ý nghĩa thực sự để giúp cho người ta tăng trung trị câu hỏi chúng ta là can thiệp như thế thế nào và một câu hỏi nữa trong cái điều kiện Việt Nam của mình đó, là trong điều kiện thực tế của Việt Nam thì chúng ta làm được cái gì thì đây là những điều chúng tôi làm được Thứ nhất là chúng ta sẽ giáo dục thuyết phục người bệnh chấp nhận dùng BiPAP bởi vì có từ 5 đến 50% bệnh nhân mà chẩn đoán đang ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có chỉ định sử dụng BiPAP, họ không dùng BiPAP. chúng ta phải giáo dục và thuyết phục họ. Thứ hai là chúng ta phải cài đặt một chế độ thở áp lực dương phù hợp nhất với tình trạng bệnh lý của người bệnh thì họ sẽ điều trị được tốt và cuối cùng sẽ theo dõi sát để xử trí các biến cố bất lợi xảy ra khi thở bypass, đó là những điều chúng tôi triển khai để giúp cho bệnh nhân của mình tăng tuân thủ điều trị. Thì ví dụ như giáo dục tầm quan trọng của SA thì đây là một cái buổi mà chúng tôi mời những bệnh nhân mà bị ngưng thở tắc nghẽn của tức ngủ của mình tới chúng tôi nói cho họ về những cái à, à lợi ích của mà việc điều trị của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ so với không điều trị là như thế nào, những cái điều mà họ sẽ được hoặc là những cái điều nguy cơ mà họ sẽ phải chịu nếu mà có hay không và từ đó chúng tôi đi ra nghe họ nói về những cái băn khoăn những cái thắc mắc khi mà họ mà đeo cái máy thở về những hình ảnh chết chóc của họ như thế nào thì chúng tôi giải quyết cái chuyện đó chúng tôi lại uh, tư vấn cho họ rất là kỹ về cái kỹ thuật sử dụng máy như thế nào chăm sóc máy ra sao rửa máy như thế nào mặt nạ ra sao thì những cái cách đó thì đã tạo thành một cái cầu nối rất là thân thiết giữa bác sĩ và người bệnh nhân nó tạo được một chuyện là bác sĩ và đội ngũ kỹ thuật viên lúc nào cũng đồng hành với người bệnh nhân của mình thì lúc bây giờ người bệnh nhân sẽ tuân thủ điều trị tốt hơn đó về khoản giáo dục thì chúng tôi tổ chức những cái giáo dục thường xuyên mời bệnh nhân tới như thế này hoặc là chúng tôi những tổ chức những cái buổi nói và livestream được trên cái online để cho bệnh nhân có thể xem được chúng tôi bỏ vô trang web của chỗ phổi việt com đó thì bệnh nhân có thể đi vào download xuống và xem những cái chuyện đó thì giúp cái vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn đề cập trong ngày hôm nay đó là phải chọn lựa một chế độ thở bypass phù hợp. Nó là then chốt trong đảm bảo hiệu quả điều trị và tăng tỷ lệ tuân trị. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta chỉ định cho người bệnh nhân thở bypass rồi sau đó chúng ta cài đặt một chế độ thở máy không phù hợp thì làm bệnh nhân rất là khó chịu bởi vì sao bởi vì nếu không phù hợp thì cái hiệu quả làm cải thiện triệu chứng của bệnh nhân là không có và không phù hợp thì cái tác dụng phụ làm rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân nhiều hơn là bệnh nhân không ngủ được là có và như vậy không có tác dụng chính thì chớ mà lại có nhiều tác dụng phụ thì đó là làm cho bệnh nhân không có tuân thủ tốt thì hiện nay á, thì có hai cái phương pháp để định chuẩn được cái chế độ điều trị Thì cái cách thứ nhất là định chuẩn áp lực bằng máy tự động Tức là các bác sĩ sau khi chẩn đoán bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ Thì cho bệnh nhân một cái máy tự động về để cho bệnh nhân thở ở nhà Rồi cái máy tự động nó tự thay đổi cái mức áp lực và người bệnh nhân chịu đựng được Và sau đó người ta cài đặt theo cái mức độ áp lực tự động đó nhưng mà thực ra cái mà đình chuẩn áp lực bằng máy tự động thì chỉ dùng cho những trường hợp mà ngưng thở tắc nghẽn đơn thuần không có những bệnh động mắc không có những cái phối hợp phức tạp còn nếu có những phối hợp phức tạp thì quả thực là đình chuẩn áp lực bằng máy tự động không đáp ứng được ca lâm sàng chút nữa tôi sẽ trình bày sẽ minh chứng rõ ràng cho điều đấy và đối với những trường hợp mà OSA nó phức tạp hơn, có kèm những bệnh đồng mắt, ví dụ nó có suy tim, ví dụ nó có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, hoặc là nó có nhiều cái rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ khác, ngoài ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì cái việc mà định chuẩn áp lực bằng máy tự động là không được khuyến cáo và như vậy thì chúng tôi sẽ định chuẩn áp lực tại phòng lab và đáng tiếc là đến bây giờ cái việc định chuẩn áp lực tại phòng lab nó còn chưa phổ biến ở nhiều cái nhiều cái đơn vị mà chuyên về à, giấc ngủ thì nếu mà mình muốn định chuẩn áp lực tại phòng lab á, thì chúng ta sẽ cần có một cái máy bypass định chuẩn nó phải có các mốt st à, sst và mốt t để có thể làm được việc đó BiPAP này có thể biến thành CPAP nếu chúng ta cho cái áp lực thở vào và thở ra bằng nhau thì nó chính là CPAP. Và cái máy này nó phải đo được những cái tín hiệu về tần số, về lưu lượng dòng, về cái VT tức là cái khí lưu thông, về mức độ hở khí, mức độ áp lực dương mình phải được theo dõi và ghi lại nếu có thể. Và chúng ta sẽ dùng những lưu lượng dòng để giúp phát hiện cái hiện tượng ngưng thở, chúng ta dùng tần số thở, những cái khí lưu thông để xuất hiện là giảm thông khí với nang và chúng ta sẽ có những cái sông mà theo dõi về cái nồng độ CO2 qua da hoặc CO2 cuối kỳ thở ra để giúp cài đặt phù hợp và chúng ta phải có đủ các loại mặt nạ kích cỡ nguồn oxy bình tự ẩm thì chúng ta làm được thì đây là một cái máy mà chúng tôi dùng ở phổi Việt đó tức là máy Omnilab cái máy này á thì nó sẽ kết nối với thẳng một cái máy vi tính và đồng thời là kết nối thẳng với người bệnh nhân luôn và kết nối với máy đo PSG và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh ở bên ngoài dựa vào máy vi tính và thay đổi những chế độ điều trị cho người bệnh nhân phù hợp với cái kết quả hiện ra ở trong cái PSG khi mà định chuẩn áp lực như vậy thì sau một đêm như vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái áp lực nào phù hợp nhất và chế độ nào phù hợp nhất cho người bệnh nhân thì thực ra là à, ở trên thế giới người ta đã có những cái khuyến cáo rất là cụ thể về quá trình đình chuẩn áp lực ví dụ định chuẩn áp lực bằng cpap theo hướng dẫn của cái, là cái viện à, về cái uh, y học giấc ngủ của hoa kỳ ở đây là viện hàng lâm vị học với ngũ hoa kỳ ở đây thì người ta sẽ cho mình biết được rằng là mình sẽ thở trong vòng bao lâu bao lâu thì mình sẽ phải cần tăng áp lực của CPAP lên ví dụ trong trường hợp này là nếu bệnh nhân mà có những biến cố ví dụ như hai lần à, có biến cố à, ngưng thở ba à, lần có biến cố giảm thở năm lần có những biến cố liên quan đến hô hấp khác thì chúng ta phải tăng một cm nước và tương tự như vậy để đỡ tránh mất thời gian của quý vị thì chúng tôi không có đi sâu về những cái chu trình định chuẩn áp lực như vậy nhưng mà tôi nói rằng nó đã có những khuyến cáo sức cụ thể để chúng ta có thể áp dụng ở trong thực hành lâm sàng để định chuẩn một áp lực chính xác cho bệnh nhân tại phòng lab à, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân phải dùng cái bypass thì ở đây tương tự như vậy chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo sức cụ thể để mà làm được cái sự định chuẩn này để xác định được là cái lực áp lực hít vào ipap là bao nhiêu và áp lực thở ra ipap là như thế nào thì cho bệnh nhân thì rất là phù hợp và ở trong cái định chuẩn mà cái à, áp lực hỗ trợ tức là BPS đó, đó là sự chênh biệt giữa áp lực hít vào và thở ra thì chúng ta cũng đã có khuyến cáo rất là kỹ ở đây, ở trong đó nó giúp cho chúng ta là những thời điểm nào chúng ta phải định chuẩn thêm cái VT tức là khí lưu thông, những thời điểm nào chúng ta phải định chuẩn thêm cái tầng số thở, những cái thời điểm nào chúng ta sẽ cần thay đổi cái PS hết sức là cụ thể để giúp rồi thì chúng ta sẽ đi ra được một chế độ rất là cụ thể. Ví dụ những cái mốc phải cần tăng cái nồng độ oxy thở một lít một phút trong trong 5 phút ví dụ như là khi SPO2 thức nhỏ hơn 88% hoặc SPO2 ngủ mà nhỏ hơn 90% trong 5 phút sau khi đã tối ưu hóa cái PS và tần số thở rồi các mốc phải tăng PS 1 đến 2 cm trong mỗi 5 phút là người ta liệt kê rất là rõ thì chúng ta phải theo những cái khuyến cáo này để có thể định chuẩn được áp lực Bây giờ mà nói như vậy thì rất là vô cùng. Bây giờ chúng tôi sẽ ví dụ một cái ca. Thì chúng ta có một cái ca là 44 tuổi, nặng 94 kg, cao 1m65 và BMI là rất là mập ha, là 35 kg một mét vuông ra thì đến khám phổi việc là ngày mùng 10, tháng 10 thì ông vừa mới đây thôi, ông chả phải xa xôi gì vì buồn ngủ ngày. Thì bệnh sử là hai năm trước thì bệnh nhân có một hiện tượng là tăng cân được 20 kg và khi tăng cân 20 kg thì bệnh nhân tối thì ngủ ngáy, sáng thì nhức đầu, ban ngày thì buồn ngủ <laughs> và lúc vô đánh giá ra thì cái điểm stop bang là 6 điểm là rất là nặng ha rồi điểm ép quật là 14 điểm trên 24 tức là bệnh nhân này ngưng thở tất cả khi ngủ với lại có điểm buồn ngủ ngày rất là nhiều nhưng mà đặc biệt chúng ta lưu ý là tiền căn của bệnh nhân này nó có tăng huyết áp và đột quỵ đột quỵ cách đây 2 năm và hút thuốc lá đến 20 gói năm lần đó thì rất là nhiều thì khi chúng tôi khám á, thì bệnh nhân có lưỡi lớn họng chật cái điểm số Mallampati là bằng 4 nghĩa là họng rất là chật đó vòng cổ thì 42, vòng bụng thì 108. Các xét nghiệm đã có thì bệnh nhân này trước khi đến chúng tôi thì các bệnh bệnh nhân này đã đến một cái cơ sở khác cũng làm về giấc ngủ. Thì ở đây người ta đã đo cái PSG hôm mùng 5 tháng 10 thì cho thấy một tình trạng ngưng thở hỗn hợp với ASI là chỉ số ngưng thở giảm thở là đến 54 lần một giờ với cái độ SpO2 là giảm thấp hơn 90% trong vòng 26 tháng trăm thời gian ngủ và nội soi tai mũi họng lúc đó là có viêm mũi xoang dị ứng hẹp eo họng lưỡi gà dài và amidan hốc thì lúc bây giờ các đồng nghiệp à, ở, ở cái cơ sở khác đó thì đã sau khi mà chẩn đoán được ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì họ định chuẩn áp lực bằng máy CPAP tự động tại nhà và sau khi đài tại nhà thì cài máy luôn cho bệnh nhân và hai hôm sau thì bệnh nhân không chịu nổi vì áp lực máy quá mạnh làm bệnh nhân thức giấc cho nên bệnh nhân tìm hiểu thêm và được các bác sĩ chuyên khoa tim mạch cụ thể ở đây là ở viện tim tâm đức đã giới thiệu đến khám ở chỗ phổi việt của chúng tôi để chúng tôi làm thế như vậy thì à, quý vị thấy là khi mà chúng ta bắt đầu đây là định chuẩn bằng otocpap khi bệnh nhân định chuẩn mà ở tuyến trưa ở cái đồng nghiệp của tôi đó thì chúng ta sẽ thấy là người ta ra được cái mức áp lực ở đây 95% là ở đây người ta ra được cái mức áp lực như vậy người ta cài cái mức áp lực này cho người bệnh nhân à nhưng mà nếu người ta đi vô cái sâu sát ở trong đó thì chúng ta thấy rằng cái mức độ áp lực của nó thay đổi rất là nhiều và nhiều lúc nó chạm với áp lực cận trên rồi nghĩa là áp lực đây không đủ và ngược lại khi nhìn xuống những chỉ số thì ta thấy những cái hiện tượng là ngáy nó rất là còn nhiều ở đây mặc dù cái chỉ số ác ở đây á, nó còn thấp như vậy thôi nhưng mà nó không thể hiện hết được các công việc khi mà nhìn vô cái tốc độ cái hở khí của bệnh nhân á, thì cái tổng số cái thời gian hở khí cái, cái lưu lượng hở khí nó rất là cao cho nên đó là những cái lúc áp lực nó lên nhiều quá thì nó làm hở không khí đây là bệnh nhân chịu không được như vậy chúng tôi tiến hành định chuẩn tại lab thì chúng tôi ghi động là cái cái đêm đầu cái ra này là định chuẩn áp lực tại lab mất là mất thời gian tôi mất hai ngày định chuẩn lần đêm đầu tiên thì chúng thấy rằng áp lực hiệu quả mà muốn cho mở được đường thở lên quá cao với cái ipad lên tới 30 cm nước và ipad nó lên tới 20 cm nước và khi áp lực cao như vậy thì bệnh nhân thức giấc đó là lý do vì sao khi mà ta để cái ô tô tự động á, thì bệnh nhân bị thức giấc nhiều bởi vì nó tăng áp lực quá cao và khi một đặc điểm số 2 là khi mà bệnh nhân hủy được cái này á, thì nó xuất hiện ngưng thở trung ương 15 lần một giờ trên đêm thứ hai chúng tôi chọn nữa thì mới ra được cái chế độ bi-pap ST với tần số thở 12 lần một phút với ờ là 8 đến 12 và áp lực hỗ trợ là 8 đến 10 và chúng tôi cài được VT là 500 ml. Thì như vậy thì sau khi mình điều chuẩn lại thì chúng ta sẽ thấy được cái mức độ áp lực của nó như thế nào nó ổn định hơn. Chúng ta sẽ thấy được cái thể tích lưu thông là ra làm sao. Chúng ta sẽ thấy được những cái mà những lúc bệnh nhân có thể thở được. Ví dụ người ta tự thở là chỉ có 77,3% thôi. Còn lại người ta không tự thở được nếu mà chỉ dùng cái CPAP ô tô thì khi mà bệnh nhân không thở được thì nó không có đánh nhịp thở luôn bệnh nhân sẽ bị giảm thông khí với nang thực sự bệnh nhân này có nâng thở trung ương cho bệnh nhân không tự kích nhịp thở được dùng CPAP tự động là không thể hiệu quả đó và như vậy chúng tôi tìm ra được cái áp lực mà ipap trung bình áp lực mà EPAP tức là thở ra trung bình là bao nhiêu thì chúng tôi cài đặt lại cho bệnh nhân một cách phù hợp và chúng tôi tính được cái áp lực hỗ trợ tức là mức chân của ipap và ipap trung bình là như thế nào và với như vậy chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng bệnh nhân trong các ngày thì trong cái các ngày như vậy thì chúng ta sẽ lưu ý thấy đây là bệnh nhân này Sau khi bệnh nhân ngủ thì bệnh nhân ngủ một màu xanh từ đầu đến cuối luôn Lâu lâu mới bị thức giấc vậy Thì cái tốc độ, cái hở khí bây giờ nó chỉ còn có 3,2% một đêm mà thôi Tức là hở khí rất là ít thôi Và cái áp lực của mà mà mà, mà bệnh nhân mà chịu đựng được thì rất là nhiều Bệnh nhân khai khang với than với chúng tôi là bệnh nhân sẽ ngủ được rất là ổn định trái với cái điều trị mà bằng CPAP tự động trước đó thì cái chất ngủ nó hãy còn gián đoạn rất là nhiều bệnh nhân bị nhức đầu rất là nhiều buổi sáng bệnh nhân không có ngủ thở được và kết quả sau điều trị là gì bệnh nhân ngủ ngon ban đêm bệnh nhân không còn nhức đầu ban sáng nữa bệnh nhân không còn ngủ ban ngày nữa bệnh nhân có, có một số tác dụng phụ là nghẹt và khô mũi nè thì chúng tôi xử lý bằng cách xịt rửa mũi cho tốt cho thêm cọc tiêu huyết xịt mũi nữa và ngày người bệnh thì sau đó cải thiện rất là rõ cái tỷ lệ tuân thủ của họ là 100% thì như vậy thì chúng ta thấy được rằng là đúng là nếu người bác sĩ có thể định ra được một cái áp lực điều trị tốt và cài đặt một cái chế độ thật là phù hợp với những người bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đặc biệt là những cái trường hợp mà phức tạp như vậy tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nhưng mà không đơn thuần như vậy nó kèm theo ngưng thở trung ương đó là không đơn thuần như vậy bởi vì nó có mập nó có quá béo phì chứ nó có kết hợp lên hội chứng giảm thông khí phế nang nữa thì cái việc mà mình điều chỉnh mình chọn ra cái áp lực điều trị bằng cái mà định chuẩn áp lực tự động tại nhà có thể là không phù hợp mà cần phải định chuẩn áp lực tại phòng lab thì như vậy tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình bởi những ý sau đây. Ý thứ nhất là cái tuân thủ điều trị kém với lại thở máy áp lực dương đó là hay gặp trong OSA và có đến 34,1% trung bình là những người bệnh nhân là OSA người ta sẽ không có tuân thủ với điều trị thở máy áp lực dương và cái tỷ lệ đó cũng không tăng được trong vòng 20 năm vừa rồi. Thì những cái trường hợp mà tiên đoán là sự tuân thủ là gì? Là triệu lứng nền mà nhiều, tức là buồn ngủ ngày nhiều hoặc là bệnh nhân có sự cải thiện rõ các triệu chứng sau điều trị hoặc là cái tâm lý vững chắc của người bệnh nhân về cái lợi ích của việc thở máy áp lực dương và sự hỗ trợ của bác sĩ và chế độ thở bipap hợp lý thì nó liên quan đến sự tuân thủ điều trị rất là cao. Và tôi xin nhắc lại là định chuẩn áp lực điều trị tại phòng lab cho những trường hợp mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ phức tạp có nó cho phép chúng ta xác định một chế độ điều trị tối ưu và vì như thế nó sẽ làm tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân lên rất là nhiều tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp xin chào tất cả quý vị